mừng mà bây giờ em nói không nghe cái lời luôn, em tưởng là cô chú anh chị em bỏ em hết rồi, giờ đó cũng còn có nhiều người còn thương em nữa. Chồng em nay đã biết đi làm ăn rồi. Dạ, kính chào quý khán giả, thì hôm nay mình lại tiếp tục vô thăm vợ chồng kẹt chứ vợ chồng hai đứa làm gì hả? Ngon ha, bữa nay không đi làm gì sao? Trời ơi, làm cá ngày được nhiêu kẹt? Tháng hả? Ngồi về coi, hai đứa ngồi về chơi. Bữa nay vô đây hỏi thăm chút coi, báo tin vui cho. Dạ. Nay có tin vui tiếp ha. Dạ. Trời ơi, bây giờ này, ở xe đạp này mới mua hả? Cho mượn chạy tới trời ơi, sao gùi không vậy, không đậy lỡ không có đồ đậy. Trời ơi không có đồ đậy, không có đồ đậy. Thầy nữa này thầy thảm quá. Tại ơi bây giờ Phan hay nói niềm vui đi. Dạ. Bây giờ họ không đem cá về làm khô luôn kìa. Đây hả? Dạ, gùi không kìa. Sao gùi không ai vậy? Trời ơi, chịu không nổi luôn á. Ở trong có bự buồn hả? Rồi từ lúc giờ gia đình có hỏi thăm em gì không? Em đâu có điện thoại đâu mà không có điện thoại luôn hả? Trời ơi. Rồi Kiệt cho anh hỏi nè, là em làm ngày gì được nhiêu tiền Kiệt? Tháng. Gì vậy? Tháng. Tháng nhiêu? 2,5 triệu. 2,5 triệu hả? Mà từ lúc mà anh quay em về em có khi nào điện anh không? Không không. Có điện thoại đâu điện không? Đâu bữa đâu. Đó có người nào á điện nói alo hỏi nắm hả? Có gì không? Em là Kiệt nè, mơ 9 giờ anh lên có công chuyện chút. Ủa đâu có. Lý là em không có điện luôn không? Dạ. Mà anh nói luôn anh làm á thì hầu như á, em thấy không? Giống như hai em sao thì anh quay vậy, anh đâu có sắp xếp cái vấn đề gì đâu mà anh sợ bất kỳ ai. Đúng rồi. Không? Tại mình làm đúng theo cái chuyện mình làm thôi. Chứ đâu có gì đâu. Rồi Nhi cái này em làm cái gì? Em ở nhà với ông Kim ở nhà. Vậy? Ông ở nhà vậy dọn dẹp mà dọn có nổi đâu, mưa xuống gùn dữ nữa. Trời ơi, gùn dữ hả? Dạ. Rồi có tiền thì mua mấy miếng đó đó, dán nữa đỡ. Trời ơi, ở đây. Cứ mưa xuống nước nó chảy xuống đây nè, chùm dẹp. Chùm. Ở đây cũng bị nước ngập nữa hả? Dạ, chỉ có trên là nó cao thôi. Quý vị khán giả, tại ở đây là giống như nó cũng hủng xuống, quý vị khán giả, mưa thì nó cũng sẽ chảy vô đây ha, nhưng mà nó đỡ hơn là ở dưới đây đúng không? Hả? Nó cũng bị hủng rồi em mới chạy lên. Ý là dầu gì ở đây thì nó cũng có ngập nhưng mà nó đỡ hơn ở dưới đó không? Dạ. Có cái nó gùi hơn dưới quá trời. Gùi ở dưới ít gùi hả? Ở dưới ít gùi nhưng mà mưa xuống là nó ngập luôn rồi. Còn ở đây thì nó bị ẩm, mưa xuống là ướt mình mẩy luôn. Trời ơi, anh thấy hai đứa được mua cái mùng thiệt to văng luôn ngoài ở ban ngày cũng tắn mùng luôn. Cái mùng này giờ anh nó ngủ ban đêm ngủ y chang như là ngủ ngoài trời vậy, ngủ vô quá trời. Phật. Ngủ không có được luôn. Rồi sáng thì ổng phải 4 giờ ổng thức gì ổng đi xuống lại chỗ ngầm cá rồi. Ổng đứng máy bấm máy cho người ta ấy xây cá. Có bữa thì hết cá thì hàng cá về thì dắt cá. Nhưng mấy bữa dắt cá không đem cá về ăn em nó thôi đừng có đem nữa, nhiêu nó đủ rồi. Làm khô có chỗ chứa đâu, nhà không có chỗ gì đựng đâu. Rồi không ngày em có đi xin nữa không? Dạ không, từ lúc ông đi làm tới giờ ông kêu em ở nhà đi chân cẳng em vậy không có đi được. Rồi người ta ngày người ta cho ông 20.000 tiền cơm á. Rồi ông đem về cà phê chưa làm như nhà hết gạo rồi. Em nói anh hai vợ chồng em ăn mạnh lắm, đợt rồi anh cho em 10 ký đó. Dơ, nó đậy lên rồi. Rồi sao? Rồi ra tiếp đi. Rồi thì ăn cũng hết gạo rồi. Hết gạo phải không? Dạ. Có hôm qua này nè, cái em lên trên đó đó, em cạo gió cho cái chị trên đó đó. Bà cho em đựng chén gạo. Bây giờ là trong nhà hết gạo luôn. Hết. Nha. Có chén gạo nấu mà hôm qua giờ ăn còn rồi. Wow. Đúng rồi. Tới giờ đi làm á. Mấy giờ đi? 1 giờ không đi rồi, anh mấy giờ anh? Đúng. Nhớ nè, mấy giờ, chắc 12 giờ. Cái điện thoại đẹp quá. 12:10. Hỏi đẹp gì cho chị Nhi luôn đây chứ. Tạo cho chị Nhi luôn hả? Cho lấy gì chú xài? Ở nhà không đi làm gì luôn.
có đi bán vé số thì kia được không? Đi được mà phải có xe lăn. Trời ơi. Còn phải em đi cà nhắc rồi em đi lâu lắm. Lâu hả? Xe lăn có mua mày rồi đó. Đâu xe lăn đâu? Ở đâu? Chiều mới làm về. Có mua rồi hả? Gửi vậy? Có 600 ngàn nhiều. Ờ, mua, đủ em làm á. Mua xe lăn cũ không? Ừ. Rồi em bỏ nó đi, lên lấy bỏ đây đi lên lấy quà cho anh. Bỏ cái đó đây. Lên đây. Lấy anh dở lên lấy quà. Rồi thôi có gì ấy nha, gắng làm lên nha. Không thấy hai đứa vậy cũng mừng quý vị khán giả kiệt. Bây giờ nó cũng dạng là nó cũng lo làm mà quý vị khán giả. Mở được không trời? Cái này món quà của chị Mai ở bên Úc. Thôi thôi ra ra. Đây. À, chưa đây em ấy đây để gỡ lấy một bao nha. Rồi để ngay là rồi để lại một bao thôi nha, sửa lại cho vỏ. Rồi sửa luôn rồi để ấy đi hồng anh sửa lại lấy một bao trước rồi. À, nè mồi nè ôm đây rồi xuống rồi vậy có đôi lời gì gửi cái chị Mai ở ở Úc không mà có không biết được trời. Rồi suy nghĩ câu gì để nói với chị Mai coi. Quá mẹ rồi. Cảm ơn chị thôi được rồi. À, cảm ơn chị. Ờ, có chúc chị gì không? Không biết. Không biết rồi, tập rồi. À, cái này là phần quà của chị Mai. Dạ. Ở bên Úc. À. Để từ từ. Để vô, rồi. Chắc xuống đàng hoàng. Rồi chị Mai ở bên Úc có gửi quà cho hai em vậy, hai em có nói gì không? Nhìn Kiệt nói rồi đó cậu Nhi. Đó là em rất mừng khi gia đình em đang túng thiếu mà nay đã có gạo, có mì gói, có cá mòi nữa, em rất bất ngờ. Bất ngờ sao? Nói cho em nghe này. Vậy em được chị với mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú thương vậy, vẫn còn thương em. Em rất là mừng. Mừng mà bây giờ em nói không nghe cái lời luôn, em tưởng là cô chú anh chị em bỏ em hết rồi. Rồi đó cũng còn có nhiều người còn thương em nữa. Chồng em nay đã biết đi làm ăn rồi. Em thì bị chân cẳng như vậy, em mong mong sao có tiền bán vé số phụ tiếp ổng. Bây giờ ngồi đồng có một chỗ mưa hết thì lết ra. Kiếm củi ổng bây giờ hết chân củi em không đi làm gì nữa. Bây giờ em rất mừng. Em cứ ngỡ mình đã bị bỏ rơi à. Do cái lỗi lầm của mình ngày xưa. Ngày xưa em mới lỗi gì em nói ai? Ngày xưa em lỗi gì? Em nói cho quý khán giả biết ai? À, em cứ nói đây. Em nghĩ á, là mình á, cái gì cũng đúng. Ừ. Mình làm cái gì cũng phải. À. Nhưng mà cuối cùng cái đó mình làm không bao giờ đúng. Ừ. Tại sao không đúng? Tại vì mình làm có như người ta mong muốn của mình. Là sao? Thì bây giờ em cứ ngỡ là em bị gì vậy. Nhưng mà em vẫn còn nhiều người còn thương em. Em cũng rất mừng. Bây giờ ở trên đây như chưa hề một ngày mà em dám than với ai một câu chuyện nào hết. Chứ có gặp ai đâu than. Ở lúc trong đây có gặp người... có gặp những người trên mạng đó, người ta gặp em nó kêu em mừng lắm. Như vậy như đâu đây nói. Như ở đây nè, Nhi không có nhà, Nhi ở đây. Nó cũng nhiều người cũng cho tiền Nhi. Tại vì anh nói luôn á, tại em không muốn bán vé số thôi. Chứ em mà muốn là em sẽ bán được, phải không?
Ví dụ á, anh nói luôn, anh cũng vô đây mấy lần rồi ha, cũng có gửi quà cho em, gửi tiền cũng có. Để cho em thứ nhất á, là bây giờ á, có thể là em bán giấy số ít cũng được, phải không? Tại sao sao em bán, ví dụ em có bán là vô tình anh, để nói hết. Ai em mà có đi bán, cho dù ít dù nhiều, mà vô tình anh thấy được, thì anh sẽ quay lên để cho khán giả nhà hảo tâm ta thấy có cái hướng để giúp cho em. Còn ví dụ đưa tiền bao nhiêu là cũng hết hết, ai mà giúp cho em nữa. Còn cái phần cái chị mà chị Mai ở bên Úc gửi cho em là thấy hai đứa bây giờ là rơi vào đường cùng rồi, mà em muốn cho những khán giả nhà hảo tâm ta có hướng giúp em thì em phải đi làm chứ đâu có thấy. Anh nói thật, từ lúc anh làm tới giờ em thấy không, anh quay hai vợ chồng em, anh có sắp xếp cái chuyện gì không? Ý sao thì anh cứ để như vậy, nhưng mà hai đứa anh chỉ giúp được bao nhiêu thôi, chứ đâu có thể nào mà anh giúp mà anh dàn cảnh cho hai đứa mà đi bán giấy số. Chừng nào mà anh thấy hai đứa đi bán giấy số thật sự hay là em đi bán giấy số thật sự, rồi anh mới có cái hướng mà để nói với nhà hảo tâm để giúp đỡ cho em mình có cái hàng câu câu cá. Dạ đúng rồi, tao em có cái món ăn hàng ngày. Thì bây giờ là ông ngoại cho anh mấy số, ông nói đường nào bay có vốn đi, bay đưa đây tiền đây tao lấy cho bay, bay đi bán. Làm cha của cô Tám á, chả Tám á, ông đó, ông nói bay có tiền đây đưa đây cho tao, tao lấy cái số thì tao bay bán. Rồi tao kiếm có ai có chiếc xe lăn nào đó, xin cho bay, nhưng mà tao xin tao đi kiếm mấy bán mấy bữa gà tao không thấy ai nó có xe lăn nữa. Mà kẹt nó mua rồi mà, phải không? Mua nào vậy? Nói nó mua 600 ngàn mà. Trời, vậy là có không? Rồi. Chừng nào lấy về? Bây giờ có xe lăn, không? Thì trước mắt bây giờ hầu như là em cũng bị mất lòng tin của nhà hảo tâm, anh cũng nói thật đúng không? Đúng không? Và làm gì vậy anh? Và cộng thêm nữa mất lòng tin đối với anh ha, thì hôm nay anh thử em một cái, thử cái em có chịu đi bán số không à, thì em có thể lấy bao nhiêu lấy, nhưng mà anh vô tình, anh cũng đi nhiều chỗ lắm, nhưng mà anh vô tình nếu mà anh gặp, nếu mà chuyến này mà anh không thấy em đi bán vé số nữa thì anh bỏ rồi em luôn đi. Ý là anh nói luôn, thì coi như là tại... anh, em nói bây giờ trên mạng nè, bây giờ cộng đồng mạng xã hội là vẫn biết nè, nếu mà coi Nhi mà không đi bán vé số nữa thì ai gặp Nhi trên mạng á, cứ việc phỉ nhỏ Nhi cũng vẫn được nữa. Không mà chuyến này ít thôi, để thử coi em có đi bán hay không nha. Chuyến này ít thôi. Thì anh muốn tại quý vị khán giả cũng hiểu, tuy rằng nó không có bao nhiêu tiền, quý vị khán giả mình đưa rất ít chứ không có giống như mấy chuyến gòi rồi mà đưa nhiều nữa. Thử rồi yêu cầu anh thấy em á mà có đi bán được á, thì anh sẽ nói với nhà hảo tâm để có cái hướng mà để giúp cho em đừng có càng câu câu cá. 10 tờ phải không? 10 tờ 20 tờ gì bán cũng được. Bây giờ tóm lại là test trước là đưa cho em để em lấy vốn em bán 10 tờ yêu cầu. 10 tờ thì chỉ lời được có 10 ngàn à. Không quan trọng cái chuyện đó, anh quan trọng cái chuyện đây là thấy em phải đi bán rồi anh mới có cái hướng mà giúp tiếp cho em nha. Chứ không thấy em đi bán, bây giờ đưa em bao nhiêu mà không thấy em đi bán được, bây giờ cứ là gọi là test cho em là đưa em rất ít thử coi em có đi bán hay không nha. Thì cái clip này em cũng nói quý vị khán giả luôn nha. Và quý nhà hảo tâm, thì hôm nay là em chuyển cái món quà này là của chị Mai, hộp cá mòi mười hộp cá mòi này là 127 ngàn, 126 ngàn là hộp cá mòi, còn một bao gạo là gạo lội ngon 150 ngàn, còn thùng mì là 75 ngàn, rồi cộng thêm nữa đây anh sẽ, này là anh muốn cái dùng cái bài để test cho em thử coi em có làm ăn hay không. Rồi đây là cũng là thêm 100 ngàn của chị em. Thử em đi, nếu mà em có đi bán cái số là những chiếc sau 5 giờ chưa? anh có thể là còn gì chưa? Giúp hơn không phải ngay bây giờ, không phải mà bây giờ trong cái clip này á, thì anh không có rảnh mà để theo dõi em mà có đi bán hay không, nhưng mà vô tình không đánh rồi chạy vô tình mà anh gặp em mà có hướng đi bán giấy số thì anh tính tiếp ha. Còn giống như mà không có em mà không có thấy
em đi bán vé số, cái đó là giống như mình hết duyên lần lần hai rồi nha. Tại lần đầu á thì tuy rằng em anh cũng nói thật, lần đầu á là trên kênh Trao Niềm Vui á là anh cũng giúp cho hai vợ chồng rất nhiều ha. Tuy rằng cái đó là không có nhà hảo tâm nào mà giúp cho hai em, nhưng mà anh bỏ tiền túi ra. Còn chuyến này là có nhà hảo tâm để thương hai em, vậy thì em cố gắng mà em có đi bán vé số không? Có. Rồi vô tình anh vô gặp thôi thì anh sẽ quay tiếp ha, để có cái hướng mà để giúp em để qua cơn khó khăn này. Còn hiện tại bây giờ thì anh xin thưa, anh sẽ lâu lâu thì anh, nếu mà anh thấy quý vị khán giả hay nhà hảo tâm mà thấy em có quay cái clip nữa là thấy cái cảnh là có Nhi đi bán vé số là em mới quay nữa, còn không thôi là anh em mình cũng như là cắt đứt rồi đây ha. Thì đó thì mà em khẳng định là ý là em khẳng định là em có đi bán vé số không? Có. Thì cứ anh tin em một lần nữa thì thôi, tới cuối clip mà ha. Thì từ giờ nói cũng nhiều rồi, thì em cũng xin lỗi quý vị khán giả và xin lỗi quý nhà hảo tâm trước nha. Thì không biết từ giờ em nói có cái gì sai không, thì mong nhà hảo tâm và quý vị khán giả thông cảm cho em ha. Còn vấn đề Nhi thì đây là toàn bộ là món quà là của Nhi, là của chị ở chị Mai ở bên Úc gửi cho Nhi và Kiệt. Thì em đại diện cho Nhi và Kiệt em cảm ơn chị Mai ở bên Úc, chúc chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, mà phát tài. Rồi nữa, bye bye nha, nhớ đi bán vé số nha nha. Có không mà có không? Có. Rồi ok, rồi clip này tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, làm ăn phát tài. Bye bye, xin chào ông lần. Gặp ông ngoại, lặn cho ông ngoại cái. Rồi. Rồi ông lấy cái số. Rồi ok, bye chị em.